Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ lịch giải quyết hồ sơ tại NVC tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2022. Lịch giải quyết hồ sơ gồm có: thứ nhất là lịch cấp case number và invoice ID number. Thứ hai là xét hồ sơ 6 bước với NVC. Thứ ba, trả lời thư ask NVC. Trước khi đi vào video tìm hiểu, xin mọi người ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và cũng đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo cũng như những cập nhật mới nhất từ những video của mình. Một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Lịch giải quyết các hồ sơ đang ở NVC tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2022 đối với diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3 và F4. NVC đã cấp case number và invoice ID number cho những hồ sơ NVC nhận từ USIS, tức đã chấp thuận approve ngày 17 tháng 5 năm 2022, tăng được 1 ngày. Xét hồ sơ nộp đủ giấy tờ 6 bước submit đến ngày 23 tháng 3 năm 2022, tăng được 6 ngày. Và cuối cùng là trả lời đơn ask NVC mà cô chú, anh chị và các bạn đã gửi để hỏi thăm về tình trạng hồ sơ của mình đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, tăng được 8 ngày.